Đang xin chào bạn. Chỗ này đang xin giới thiệu các bạn cần hai khúc chiều dài 21, độ cứng 20, cần clipper, cái này gần bãi các bạn, hai ngọn, nó qua sử dụng CI clipper. Độ cứng 20, chiều dài 21, viên Fuji, viên bát Fuji hết. Đấy. Một đốt ngọn, này, đốt ngọn này nhỏ, này. Ngọn to này, hai ngọn này. Nó ngọn to nó nhỏ. Nè. Khuyên là cần đấy. Một loại khuyên hai chân, một loại khuyên một chân. Dưới này bắt đầu hai chân, còn trên này là một chân. Đấy, bắt đầu hai chân đây. Trên này một chân này, đấy, một chân. Hai cái ngọn này thì độ cứng nó cũng tương đương nhau thôi. Vừa rồi đang phát sinh đã giới thiệu các bạn cần hai khúc 21, độ cứng 20, CA Creeper. Đang Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.